Chào các bạn xem video và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn và các em học sinh. Trong bài học này các bạn cần lưu ý là chúng ta cần xác định được vị trí của trạng từ, mỗi loại trạng từ hoặc là trong một câu nào đó thì trạng từ nó nằm ở chỗ nào, nằm ở vị trí ở đâu, nằm ở cuối câu thì nó bổ nghĩa cho thành phần nào. Nếu như một trạng từ nó nằm ở đầu câu thì nó sẽ bổ nghĩa cho toàn câu hay là bổ nghĩa cho bộ phận nào của câu hoặc là đối với động từ thường thì trạng từ nó nằm ở đâu nó nằm ở trước động từ thường và sau chủ từ còn đối với động từ to be thì trạng từ nó nằm phía sau động từ to be vân vân có những kiến thức đó thì các bạn phải nhớ sau khi làm bài tập này nhé chúng ta bắt đầu câu số 1 câu thứ nhất thì chúng ta có cái trạng từ là usually nó nằm ở cuối câu còn câu thứ hai thì usually nó nằm sau chủ từ và nó nằm trước cái động từ thường. Và câu thứ ba là cái usually này nó nằm nó chen giữa ở trong cái câu này thì trong trường hợp này cái câu đúng là trạng từ chỉ mức độ thường xuyên này nó nằm sau chủ từ và nằm trước động từ thường. Câu số 2 là cái trạng từ every morning này là trạng từ chỉ thời gian thì nó nằm ở cuối câu như thế này còn cái every morning ở đây nó đặt vô giữa câu nó sau chủ từ còn một cái nữa là every morning nó đặt ở giữa câu như thế này nó sau động từ thường thì trong trường hợp này chúng ta cần xác định rõ là every morning là trạng từ hay là cụm trạng từ chỉ thời gian thì nó sẽ nằm ở cuối câu Câu số 3 Câu số 3 này chúng ta lưu ý nha Người ta hỏi là cái nào là không đúng Not correct Cái nào là không đúng nha Thì có một cái này các bạn thấy nha Quickly là trạng từ Trạng từ chỉ tính cách Hay là manner đó các bạn Trạng từ chỉ tính cách là nhanh hay chậm Thì nhanh hay chậm này thông thường nó sẽ nằm ở nó nằm ở cuối câu là chính nha các bạn ha. Ở đây từ 8 là cái từ động từ thường. Vì thế trạng từ nó không thể nằm sau ở phía sau động từ thường được các bạn ha. Ở câu giữa câu số 2 này là à, trạng từ quickly là nó nằm ở phía sau phía sau một cái phía sau một mệnh đề. Tôi ăn bữa sáng một cách nhanh chóng và đi ra ngoài. Còn đây là tôi nhanh chóng ăn bữa sáng và đi ra ngoài. Thì trong đây có một câu là sẽ không đúng. Thì câu không đúng đó là chính là câu thứ nhất Là cái từ weekly này nó không phải nằm ở phía sau cái động từ thường Câu này là câu không đúng nhé các bạn ha Còn trạng từ weekly này có thể đặt trước động từ thường Hoặc là weekly này có thể đặt phía sau ở cuối cùng trong một cái mệnh đề Để bổ nghĩa cho cả cái mệnh đề đó Câu số 4 Câu số 4 thì câu nào là câu trúng? Ở đây chúng ta sẽ có một trạng từ là cái từ today là trạng từ chỉ thời gian là ngày hôm nay. Thì did you learn a lot today? Thì câu này là câu trúng các bạn ha. Còn thí dụ như today là nhét vô đây là không hợp lý ha. là một cái nữa today là nhét vô giữa câu như thế này là không hợp lý. Trạng từ chỉ thời gian hoặc là nơi chốn thì chúng ta nên đặt ở cuối câu. Câu số 5 Câu nào là câu đúng thì trong câu này chúng ta có cái trạng từ chỉ mức độ thường xuyên thì trạng từ chỉ mức độ thường xuyên nó nằm trước ở động từ thường và đi sau động từ to be. Trong trường hợp này chúng ta thấy cái hardly ever này là một cái cụm trạng từ chỉ mức độ thường xuyên nó nằm trước get là hợp lý. Còn nằm ở cuối câu hay là nằm ở giữa câu như thế này là không hợp lý. Câu số 6 Câu nào là không đúng các bạn ha, không đúng. Chỉ có một câu không đúng thôi. Đây thầy nói trước cái câu cuối cùng obviously này nó có dấu phẩy rồi đến sau đó đến cả một câu thì obviously này nó bổ nghĩa cho cả câu các bạn ha. Các bạn lưu ý trường hợp này. Đây là câu trúng nha thì thế chúng ta không chọn câu này. Còn obviously này nó nằm ở phía sau động từ to be Trạng từ nằm phía sau động từ to be và trước động từ thường là hợp lý. Chỉ có câu này là không đúng nhé các bạn nhé Câu số 7. Câu số 7 thì nó hỏi câu nào là câu đúng. Ở đây chúng ta có hai trạng từ các bạn hãy easily với lại yesterday. Yesterday là trạng từ chỉ thời gian. Còn easily là cái một cái trạng từ nữa thì anh ấy thắng một cách dễ dàng cái game ngày hôm qua anh ấy thắng dễ dàng cái game hoặc là anh ấy thắng cái game một cách dễ dàng ngày hôm qua thì cái cách thức dễ dàng như thế này nè các bạn thì người ta sẽ đặt ở cuối câu và trạng từ chỉ thời gian người ta cũng đặt ở cuối câu thì câu cuối cùng này là câu đúng các bạn ha. Rồi câu số 8 người ta cũng hỏi trường hợp nào là đúng nha anh ấy không luôn luôn ngủ ở nhà vào thứ hai à, ở đây người ta xếp nghĩa ở đây người ta sẽ xét cho các bạn là hai cái trạng từ các bạn ha thứ hai và cái nữa là cái always có một câu đúng ha vào những ngày thứ hai thì anh ấy không có ngủ luôn luôn ở nhà cái luôn luôn này nó phải được trước cái động từ thường vì thế trong trường hợp câu này là sai các bạn ha Cái always này bỏ ở giữa câu như thế này không trúng Đây, cái câu này là trước Coi câu ở giữa này nó đặt trước ở động từ thường thì đúng rồi Nhưng mà nó đặt trước luôn cái trợ động từ thì nó không hợp lý Vì thế trợ động từ này được xem như là một dạng động từ đặc biệt Chúng ta phải xếp nó trước always Giống như là to be hay là các động từ đặc biệt khác Thì nó là trước cái trạng từ chỉ mức độ thường xuyên và trạng từ chỉ mức độ thường xuyên này Nó phải nằm trước cái động từ thường slip Câu đầu tiên là câu đúng các bạn ha Câu số 9 Câu số 9 Thì người ta cũng hỏi câu nào là câu đúng Thì anh ấy hiếm khi ăn một cách lành mạnh Anh ấy ăn một cách lành mạnh Hiếm khi Hiếm khi anh ấy ăn một cách lành mạnh Nếu câu cuối cùng này mà có dấu phẩy thì câu này vẫn có khả năng đúng các bạn ha còn trong trường hợp này không có dấu phẩy thì câu câu cuối cùng này là câu sai còn cái healthily này hoặc là rarely này để cuối cùng thì nó không rarely này để cuối cùng nó không hợp lý các bạn ha vì rarely nó là trạng từ chỉ mức độ thường xuyên nó nằm trước động từ thường còn healthily nó đặt ở cuối câu là hợp lý tiếp theo là câu số 10. Câu số 10 thì người ta hỏi là câu nào là câu đúng. Thì ở đây chúng ta thấy từ barely nó là cũng là hiếm khi. Thì nó đặt sau trợ động từ và trước động từ thường. Câu này đúng các bạn ha. Còn cái câu mà đặt barely ở phía trước trợ động từ ha, trước cái khiếm khuyết động từ như thế này là không hợp lý cũng như barely đặt ở giữa câu là không được ha các bạn ha. Nó phải đặt trước động từ thường. Barely phải đặt trước động từ thường là trước động từ think. Chứ không thể barely đặt sau động từ think như thế này. Vì thế câu đầu tiên, I could barely think straight là trúng nha các bạn. Chào các bạn. Bài học hôm nay đến đây là hết. Kênh tiếng Anh Giao Tiếp của Mr. Hugh English. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bài học sau.